Thưa quý vị, mùa tuyển sinh lớn nhất trong năm đã bắt đầu. Trong khi cuộc đua vào các trường đại học hết sức nóng bỏng, khối trường đào tạo nghề kỹ thuật, lao động có tay nghề vẫn khó tuyển sinh. Chào mừng bạn đến với ứng dụng Radio Tin Tức 24 giờ. Ứng dụng Radio Tin Tức 24 giờ cung cấp cho bạn những trải nghiệm tin tức audio tuyệt vời nhất. Với những giọng đọc truyền cảm của các biên tập viên, ứng dụng sẽ mang đến cho bạn những trải nghiệm nghe tin tức tuyệt vời nhất. Bạn yêu thích các thể loại tin khác nhau, không cần phải lo lắng. Chúng tôi cập nhật thường xuyên để bạn luôn nghe được những tin tức mới nhất. Không chỉ đón đầu các tin tức nóng hổi 24 giờ, ứng dụng luôn cập nhật những tin tức về thị trường tài chính bất động sản trong nước cũng như thế giới, cùng đầy đủ các danh mục khác nhau như thế giới, đời sống, văn hóa, sức khỏe, quân sự, thể thao, pháp luật. Ứng dụng Radio Tin Tức 24 giờ đang hoàn toàn miễn phí và có sẵn trên chợ ứng dụng Google Play. Đường dẫn tải ứng dụng trong phần mô tả video. Chúc các bạn một ngày nhiều niềm vui. Làm thế nào để thu hút thí sinh vào các ngành nghề khó tuyển? Đây cũng là bài toán đặt ra với nhiều địa phương nhằm có nguồn lực để phát triển kinh tế xã hội. Dù mức lương khởi điểm ra trường của một thợ lò lành nghề từ 8 đến 15 triệu đồng, thậm chí còn cao hơn lương của một cử nhân đại học. Đặc biệt những thí sinh theo nghề mỏ hầm lò đều được miễn học phí 100%, tạo điều kiện về ăn ở. Thuận lợi như vậy, nhưng hầu như năm nào, trường Cao đẳng Than Khoáng sản Việt Nam cũng tuyển không đủ chỉ tiêu. Nghề mỏ hầm lò đang thiếu nhân lực vì hàng năm là nhà trường phải tuyển dụng là từ 4.000 rưỡi đến 5.000 người lao động cho tập đoàn trong cái chỉ tiêu ra từ đầu năm. Các ngành hàn hay là cắt gọt kim loại thì đặc biệt thiếu. Ngay các cái doanh nghiệp của tập đoàn công nghiệp Than Sam trên địa bàn của Cẩm Phả Hòn Gai cũng đang thiếu, nhưng mà đang phải rất là tích cực tư vấn thì mới thu hút được người học. Là một trong những địa phương có đà tăng trưởng tích cực, Quảng Ninh hiện có hơn 172.000 doanh nghiệp, hàng năm cần bổ sung từ 30.000 đến 60.000 lao động. Trước thực trạng thiếu hụt nhân lực có tay nghề, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ 15 đã xác định một trong ba khâu đột phá chiến lược, đó chính là phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Trong các cái chính sách của tỉnh đề ra, các chính sách thu hút là chúng tôi khuyến khích vào học những cái ngành điện, điện tử, kỹ thuật để đáp ứng những cái doanh nghiệp mà hiện nay đang nhu cầu đầu tư vào tỉnh Quảng Ninh. Tận dụng những chính sách ưu đãi vượt trội của nghị quyết, công tác tuyển sinh của nhiều trường nghề đã bước đầu khởi sắc. Trong đó, rất nhiều em học sinh vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đã có cơ hội rời bản đến trường học nghề. Hiện nay bọn em đang học thì được tỉnh hỗ trợ, nếu mà đạt được học sinh giỏi thì là được 2,2 triệu một tháng, học sinh khá được 1,5 triệu một tháng. Với học sinh sinh viên các tỉnh mà nếu như mà về Quảng Ninh học thì cũng được hưởng cái chế độ ưu đãi đó. Cái chính sách đấy thì không những hỗ trợ học phí, thế rồi là ăn ở tại nhà trường và các em còn được hỗ trợ đến khi ra doanh nghiệp. 5 năm qua, lao động kỹ thuật hầu như không tăng trong khi các nhà máy mới mở ngày càng nhiều. Sự mất cân đối giữa tỷ lệ học đại học và học nghề dẫn tới sinh viên ra trường thất nghiệp nhiều, gây lãng phí. Với yêu cầu cao của nền kinh tế thì nguồn nhân lực kỹ thuật trực tiếp trong sản xuất dịch vụ cũng phải đòi hỏi rất cao. Như vậy chúng ta phải có một biện pháp để thu hút được những em học sinh có khả năng, có nguyện vọng mà lại giỏi. Từ năm nay các trường nghề cũng sẽ tuyển sinh viên quanh năm bằng phương pháp xét học bạ. Dự kiến chỉ tiêu tuyển sinh khối cao đẳng là 200.000 em, vẫn còn thấp hơn 50% so với nhu cầu của thị trường. Song điều quan trọng nhất chính là phải cởi trói được tâm lý không muốn làm thợ có thể vẫn còn nặng nề.